Chào mọi người. Thì nay nhân lúc có khách người ta nhờ mình làm một cái mạch điều chỉnh tốc độ động cơ. Thì cái mạch này đơn giản thôi, mình sẽ chia sẻ đến mọi người cách làm. Thì cực kỳ đơn giản luôn. Mọi người không cần hiểu về cái đặc tính kỹ thuật của cái linh kiện mà chỉ cần làm y như cái cách mà mình làm sau đây thôi. Rất đơn giản, mọi người kiếm một cái chiết áp. Vừa một cái miếng tản nhiệt đủ to để nó làm mát, không dùng cái bé quá nha mọi người. Miếng to và nó có cánh như vậy thì nó mới làm mát tốt. Có cái miếng to nhưng mà nó không có cánh, miếng nhôm ấy, nhôm mà đặc ấy, thì nó thoát nhiệt không tốt bằng cái loại có cánh này. Cụ thể cái miếng này mình tháo ở cái miếng tản nhiệt của bếp từ, mọi người có thể kiếm bất kỳ đâu, to quá cũng cồng kềnh nhưng lấy cái vừa vừa đủ làm mát. Ở đây chiết áp này mình sử dụng con 50k 50k, 10k hoặc 100k cũng được, không vấn đề gì. Và mọi người để y như vậy cái con sò này bên này thì mọi người vít lên đây cho mình. Mọi người làm y như hình của như cái mình chuẩn bị làm này đó. Còn ngoài ra mọi người không cần hiểu về cái đặc tính của nó. Vít cái sò này mọi người vít vừa tay thôi. Đó. Mọi người để y như vậy nha. Bởi vì cái sò này là nó có hai mặt, bên này và bên màu đen này, nên mọi người để nó nằm sấp như vậy. Đó. Cụ thể ở đây mình còn dùng cái con D718. Nếu mọi người muốn dùng cái tải nặng hơn thì có thể dùng cái con C5200, con to hơn. Rồi, cái chiết áp này thì mọi người cũng để nó đứng lên như vậy. Rồi hàn hai cái chân này vào như vậy. Em bỏ cái chân bìa ngoài này đi. Rồi, mình sẽ hàn vào. Rồi, thế là có một cái mạch ngon lành rồi. Và mình sẽ đưa nguồn vào cái chân giữa. Mình sẽ hàn nguồn vào đây. Cắt nguồn vào đây. Vì là cái sò của mình nó có bám thiếc rồi nên mình không dí thiếc vào ấy. Mọi người là các bạn là hàn không mà vẫn bám chết. Đấy. Rồi. Còn cái chân ngoài này của sò thì mình lấy nguồn ra. Lấy nguồn ra ở đây. Và mọi người nhớ là cái mạch này chỉ dùng để điều chỉnh điện DC thôi nha. Cơ điện một chiều, còn điện xoay chiều không dùng được cái mạch này. Có nhiều người không tưởng tượng ra được đâu. Người ta chỉ rất đơn giản như vậy mà không hiểu được. Đấy, mọi người thấy. Đấy, cái mạch này đơn giản vậy. Đấy, D718, mình đang dùng con D718. Cái mạch này là mọi người để y như vậy. Mình sẽ không vẽ sơ đồ nữa, bởi vì nó quá đơn giản luôn. Hàn huyệt như vậy là ok, là mọi người đã có một cái mạch điều chỉnh tốc độ rồi. Tức là điều chỉnh cái điện áp ra đấy. Ở đây thì mình dùng một cái nguồn của mình là nguồn cơ nha. Còn nếu mọi người có nguồn thì mình không nói, nhưng nguồn nếu mà dùng cái nguồn sung ấy thì phải dùng cái nguồn cao, dòng nó phải cao 5-10A gì đấy, còn không thì chạy cái motor thì nó không chạy, không tải được. Ở đây thì khách người ta dùng cái motor 24V này để làm khoan cầm tay. Chả biết người ta chế như nào thì kệ. Nhưng người ta yêu cầu mình làm cái mạch điều chỉnh điện áp thì mình cứ làm thôi. Còn cái biến áp này thì mình gỡ ở trong cái loa liền công suất ra thôi. Nó rơi tầm 10W, hơn 10W tí. Mình ướm vậy thôi. Mình chỉ qua một chút xíu về cái biến áp này thôi, chứ còn mọi người có thể có cái cùng nguồn khác. Ở đây mình có một con diode cỡ to nha mọi người. Cái bé thì nếu mà chạy motor như kiểu của mình nó chết mất nóng. Cái diode thường thường sẽ có một đầu, người ta có cái vạch màu trắng, đấy sẽ là đầu dương, chắc chắn là dương luôn, không bao giờ bị ngược. Cái diode màu đen này thì mọi người sẽ lấy điện ra hàn vào như vậy. Đây là cái biến áp của mình, nó có 3 cọc. Thì ở giữa là 0V. Hai bên này của mình là 24. Đâu, nó 18V đấy. 18V xong nắn ra nó ra tầm 24V, 25V. 17, 18V đấy, mình không đo thử.
mình sẽ lấy điểm giữa này là điểm 0V. Vậy là mình sẽ có ở đây là dương điện và ở đây là âm điện. Còn nếu mà mọi người đảo ngược đầu của diode lại, tức là màu trắng hàn vào đây và màu đen cho ra, thì ở bên này sẽ là âm và ở đây sẽ là dương. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hàn thêm cái tụ vào để cho nó ổn định cái điện áp. Ở đây mình có một con tụ hóa, vì là cái nguồn của mình khá là cao nên mình sẽ sử dụng cái tụ 50V. Nếu sử dụng cái tụ nó ít, nó thấp dưới cái mức chịu đựng của cái điện áp thì nó sẽ nổ xì khói ngay. Và mọi người nhớ là cái tụ hóa này là tụ phân cực, và bên có một vạch màu trắng luôn luôn là bên âm, và bên nó phủ nhiều màu xanh này là dương. Và có cái thì nó dùng đây màu đen và đây vẫn là màu trắng. Thì âm thì mình sẽ hàn vào 0V đây, và dương thì mình sẽ hàn vào bên của đầu diode. Ok. Bây giờ mình sẽ hàn vào. Thực ra trên mạng thì rất nhiều người làm rồi, chẳng qua hôm nay mình rảnh nhân tiện có khách người ta nhờ làm thì mình chỉ lại một lần nữa thôi. Rất nhiều người hướng dẫn rất cụ thể rồi, chi tiết lắm rồi. Ai mà không làm được thì hết cỡ luôn, không thể làm được cái gì nữa. Bởi vì cái này là quá đơn giản. Đấy, tức là dương điện mình sẽ đưa vào chân giữa của cái con sò này. Dương điện mình đưa vào đây. Ok, còn cái đầu dây vàng này là dây để ra, lấy điện ra. Còn cái âm điện ở đây, mình sẽ lấy điện ra, lấy điện âm ra. Quá đơn giản luôn, hết sức đơn giản. Không còn gì để đơn giản hơn một cái mạch này nữa. Cái tụ mình đang có điện. Không còn gì đơn giản hơn. Rồi, bây giờ mình có âm điện ở đây. Mình đã có âm điện rồi. 0V đấy. Ở đây là ở chỗ bên dây đỏ của mình hàn ra nó dương điện. Bây giờ mình sẽ thử, mình sẽ gắn vào cái motor này thôi. Cái motor đấu bên nào nó cũng quay, chẳng qua là mọi người đấu ngược thì nó sẽ quay ngược chiều thôi. Chả vấn đề gì, nó không cháy motor đâu. Cái motor này motor 24V, cần bao nhiêu W thì mình cũng chịu, người ta không ghi và mình cũng không tính được. Người ta dùng chế làm khoan cầm tay. Khi mọi người muốn tăng giảm tốc độ động cơ thì mọi người sẽ điều chỉnh ở đây. Bây giờ mình cắm điện mình thử này. Nó chạy rồi. Bây giờ mình sẽ vặn đây, vặn cho nó yếu lại. Tăng giảm ở đây. Bây giờ mình đang vặn yếu, hết tắt hết cỡ, mình sẽ tăng dần lên. Đấy. Kịch cỡ này. Đấy, cái mạch này không còn gì đơn giản hơn. Nếu mà ai không làm được thì không bao giờ thiết kế được, không bao giờ học làm được một cái mạch nào ở trên mạng đâu. Ngoài ra thì cái mạch này không chỉ bởi nó dùng để điều khiển DC, nên là ngoài cái việc điều khiển, mọi người có thể lắp cho điều khiển động cơ hay là đèn học, bất cứ cái loại đèn LED nào mà nó dùng cái nguồn DC, là nguồn một chiều đấy. Ở đây mình sẽ test thử vào cái dải LED này. LED này là LED 12V, thì mình lắp cho TV siêu mỏng đấy. Thì mình cũng test thử cho mọi người xem thôi.
Đây, mình sẽ giảm này. Mình sẽ giảm điện xuống. Giảm kịch là nó tầm đấy. Tắt. Rồi. Bây giờ là mình đang giảm, bây giờ mình sẽ tăng áp lên. Đấy, mọi người thấy không? Nó nháy như vậy là do cái camera của mình đấy. Đây. Mọi người có thể dùng để tăng giảm cái điện áp cho bóng LED, bất cứ một cái thiết bị gì mà mọi người cần điều chỉnh tốc độ hay là cần điều chỉnh cái dòng điện của nó thì lắp cái mạch này đều ok. Tuy nhiên ấy, cái con sò này nó tùy vào cái tải của mọi người, nhưng mà tải nặng thì dùng cái sò to đấy. Ok, mạch này quá đơn giản luôn. Như mình nói đó, nếu mà ai mà không làm được cái mạch này thì không bao giờ học làm được một cái mạch gì ở trên mạng cả. Rồi, mọi người xem lại một lần nữa. Nó chỉ có vậy thôi. Hàn y như vậy, chứ còn sơ đồ thì mình chả có gì để mà vẽ cả. Bên âm điện thì mình không phải hàn vào đây. Cái đường âm, đường 0V thì mình sẽ lấy. Hàn y như vậy, tức là nguồn vào mình cấp vào. Còn lấy điện ra thì mình lấy ở chân ngoài cùng của con sò này. Ok, bye bye mọi người.